Thì cái vụ tai nạn đó, Duy xin tóm tắt lại á, là nó xài Duy bị đụng, nói chung là bị xe khách đụng. Chi phí cho cái việc mà mẹt nó báo giá thì bà thấy rồi là 300 triệu. Thì cái 300 triệu đó nó ai trả? Thì bạn phải hiểu rằng trong lúc đó người ta sẽ gọi điện thoại, người ta đàm phán với mình, người ta bị tùm la, đúng không? Đâu phải người ta đứng yên được. Cái vấn đề là bảo hiểm có trả tiền cho Duy không? Thì các bạn quan tâm đúng không? Kiến thức bất động sản, kinh nghiệm thực tiễn, mưu mô lừa đảo, dreamer làm giàu, kiến xây Việt Nam. Duy Nguyễn, THOL, BBT Building. Chào mừng các bạn đến với chương trình Than Thở của Duy Nguyễn. Không biết các bạn thấy sao chứ tôi thấy là khi mà cái nhà hàng xóm xây cao lên vậy, cái tự nhiên nhà của mình nó được nằm trong cái góc gì đẹp mà ta. Đâu thấy vấn đề gì đâu. Thấy đẹp mà. Được, được, anh thích rồi đó nha. Rồi, hôm nay anh sẽ quay lại một video mà anh quên năm ngoái. Đó là chưa có một cái kết cho cái việc bảo hiểm của cái xe Mercedes của Duy Nguyễn bị tai nạn trên quốc lộ 52. Một cái vụ tai nạn chấn động mà xuyên trên mặt báo rất nhiều nha các bạn. Làm từ đó xe Duy Nguyễn rao bán mai mua luôn. Nên giờ phải chạy tiếp. Khổ vậy đó. Thì cái vụ tai nạn đó, Duy xin tóm tắt lại là nó xài nó Duy bị đụng, nói chung là bị xe khách đụng. Thì chi phí cho cái việc mà mẹt nó báo giá thì bạn thấy rồi là 300 triệu. Đó là bạn cũng thấy rồi. Thì cái vấn đề là bảo hiểm có trả tiền cho Duy không? Thì các bạn quan tâm đúng không? Nhưng mà thật đáng buồn, Duy nói một câu ngắn gọn là không. Bảo hiểm không trả tiền. Tại vì đơn giản là cái lỗi đó là Duy đúng. Duy đúng, cái luật bảo hiểm này các bạn phải nắm nha các bạn. Đây nó nói về luật. Chứ các bạn, mỗi người có một cái nhận xét khác nhau về câu chuyện của bảo hiểm. Cái việc các bạn có mua bảo hiểm xe hơi không đó là tùy các bạn. Đó là Duy không ý kiến. Và Duy cũng không muốn là cái video này của Duy nó mang một cái tín hiệu tiêu cực đến bảo hiểm và các bạn có suy nghĩ không đúng về bảo hiểm ABC. Duy chỉ nói về cái tình trạng của mình cũng như là một cái bài học kinh nghiệm để giúp cho các bạn sau này các bạn có sự chọn lựa đúng đắn hơn trong cuộc đời các bạn. Nó bị đứt, cái đứt đắt bấy luôn. Rồi Duy sửa đứt lại, sửa đứt lại, nói chung là hãng mẹ có làm đứt rồi cũng ngon lắm, các bạn biết rồi. Thì bây giờ mình sẽ nói về cái vụ mà 300 triệu đó. Khi mà bị tai nạn thì hai cái xe nó phải về đồn công an hết rồi các bạn, khỏi nói đi. Tại vì sao? Lúc đó là cái bên đụng xe không có khả năng bồi thường. Tức là cái bên xe khách, cái bên xe khách đụng viên cái một bùm, tức là bây giờ á thêm mẹt khác về nữa rồi bạn. Đời sao đưa đẩy chán quá. Thêm mẹt khác về nữa rồi. Đó. Rồi, ok. Thêm mẹt khác về nó. Hai mẹt của tôi nó khổ vậy đó. Nói tới đâu rồi ta? À, cái vụ bảo hiểm xe khách đó, cái xe khách đó không có khả năng đền, không có khả năng bồi thường cái tại cái thời điểm đó. Mà tôi nói thiệt với bạn cũng không có cái cơ sở nào để bồi thường hết á. Ví dụ như bây giờ bạn đụng người ta đi rồi biết nhiêu đâu bồi thường, kia nó xuống nó chém 1 tỷ bồi thường cho nó 1 tỷ à. Nope. Đâu đúng rồi, đúng không? Thì nó phải có một cái cơ sở là cái hãng, cái gara uy tín của mẹt á, nó được sự ủy quyền của mẹt phải báo giá cái này ra. Nó phải báo giá này ra và mình làm việc trên cái báo giá đó. Ai bị cái gì, trách nhiệm ra làm sao dựa trên báo giá đó. Và cái báo giá sơ bộ á là nó nói là, mà cũng biết nhiêu nói ai dám nói. Mẹ cũng đó nó chưa nói gì được nhiêu hết á, nên thôi giờ về đồn đi. Đó, về đồn nằm bãi. Rồi ngày hôm sau mẹ nó xuống kiểm tra ABC đồ báo giá 300 triệu. Thì cái 300 triệu đó nó ai trả? Đúng không? Ai trả? Thì nguyên tắc thằng nào sai thằng đó trả. Nếu mà Duy Nguyễn sai thì bảo hiểm trả cho Duy. Cái này bạn phải hiểu nha. Nếu mà Duy Nguyễn sai thì bảo hiểm nó trả cho Duy, rồi xong rồi qua năm sau nó tăng tiền bảo hiểm lên. Ví dụ bảo hiểm tôi mua 8 mấy triệu đi, lúc đó là mua 87-88 triệu quên rồi, thì năm sau tăng lên 100 triệu, lý do mà chạy xe ẩu quá rồi mày đụng xe người ta đồ này nọ, mày bị hư xe rồi tao bán bảo hiểm cho mày, tao phải tăng giá. Thì đó là cái luật thôi. Câu chuyện bảo hiểm ai cũng biết cả. Quay lại cái bản báo giá 300 triệu, thì cái bản báo giá 300 triệu nghe là xanh là cái gì, xin lỗi bạn vãi rồi, mồ hôi mẹ mồ hôi con nó toát nó đổ hết rồi đó. Thì bây giờ 300 triệu ai chịu? Trên lý thuyết bây giờ là người sai chịu nha các bạn. Trên lý thuyết là người sai chịu. Thì bây giờ á, bảo hiểm nó sẽ coi ai sai, bạn hiểu không? Bảo hiểm nó sẽ coi ai sai. Mà bảo hiểm coi ai sai dựa trên cái gì? Dựa trên cái report của công an. Công an phải ra cái report, ông nào sai, đúng không? May mắn thay cái report công an ra tôi đúng hết. Wow. Nên tôi đúng hết thì tôi phải chịu. Xảy ra câu chuyện là tôi đúng hết.
Ví dụ như giờ, ví dụ như cái lỗi đi mà sai 5 năm, bạn hiểu không? Cái lỗi mà, ví dụ, tôi nói cái này ví dụ thôi. Ví dụ mà cái lỗi sai 5 năm thì bảo hiểm phải trả tôi 50% à. Ông kia phải trả tôi 50%. Còn cái bảo hiểm, còn cái ra cái report mà sai 100% không thì ông kia phải trả 100%. Bảo hiểm, oh, not my business. Từ chối nha, ừ, thân chủ tôi không có lỗi nha. Thân chủ tôi không có lỗi, các cụ đi đòi ông kia đi. Là lúc đó là có hai trường hợp, một là tôi đòi. Ví dụ như tôi đòi cái ông kia phải trả, hoặc là tôi ủy quyền cho bảo hiểm nó đòi ông kia phải trả. Đó là cái tôi nói, tao nói chia sẻ bạn về câu chuyện về pháp lý. Nhưng mà thôi, để mà giờ mà đòi điếc đòi tới đòi lui đòi xuôi đòi ngược thì bạn phải hiểu rằng ừ, trong lúc đó là người ta sẽ gọi điện thoại ta đàm phán với mình rồi tùm la, đúng không? Đâu phải ta đứng yên được. Nó nói thôi đàm phán tùm lum la thôi, giờ nói chung là tai nạn cũng ai muốn đâu, bữa đó xui thôi, ABC đồ này nọ, nhà còn này còn kia đồ hen. Cái thôi cũng mệt quá, giờ không lẽ để bảo hiểm đòi biết chừng nào xong, xe tôi cũng nằm bãi đây. Nói chung là tôi ngồi tôi đắn đo, tôi suy nghĩ giữa tình và lý lắm các bạn, đúng không? Giữa tình và lý, giữa nhân tình thế thái và cách đối xử, gọi là đối nhân xử thế như thế nào. Nên nó tóm lại tôi không nói dài dòng nữa, tôi nói kết quả cuối cùng là bây giờ là cái bên đụng á, là cái bên sai á, đền cho tôi 120 triệu, phần còn lại tôi chịu. That's all. Kết thúc rồi, xong rồi bảo hiểm á nó gọi đồ gọi thoại, ủa sao anh chị chịu kỳ vậy? Anh không biết á, là bảo hiểm bên kia nó có bảo hiểm nhân sự, là bảo hiểm nhân sự chịu nó 100 triệu rồi, nó đền có 20 à. Cái đó thôi dẹp ông bên đi mệt rồi. Nói chung là tóm lại á là cái câu chuyện á là bảo hiểm của anh á nó không hỗ trợ được cái gì cả, bạn hiểu không? Mà bây giờ anh là người ở trong cuộc, anh muốn giải quyết vấn đề cho nó nhanh đó. Tại vì sao anh chấp nhận cái cây này? Đơn giản á là bên đụng á người ta cũng nói năng rất là đàng hoàng, người ta cũng cư xử rất là ok đó. Thì anh nhìn vô cái thái độ, và cái thứ hai nữa là cái hoàn cảnh, và cái thứ ba nữa cái chuyện cũng chả ai muốn đó, nên anh chấp nhận luôn. Ông có 120 triệu là được rồi. Tức là gì? Là cái người ta cũng chịu trách nhiệm chứ không phải ta nói miệng, bạn hiểu không? Người ta cũng chịu trách nhiệm bằng số tiền 120 triệu, và số tiền 120 triệu đâu người ta có, kệ ta đó, mình không quan tâm nữa. Nhưng mà bạn phải hiểu rằng không phải là bên đó tốn 120 triệu là thôi đó nha các bạn. Bên đó là lỗi nặng á, lỗi nặng đúng không? Lỗi thiệt sự với bạn còn truy tố nữa chứ không giỡn đâu. Nó còn truy tố nữa, nhưng mà cái này chuyện này tôi không nói không phải là vlog này tôi không nói được đó. Nên bên kia phải tốn thêm khoản tiền khác để đóng phạt này nọ ABC đồ, hiểu chưa? Rồi xong tôi bỏ tiền phần lại ra, tôi sửa xe cho nó xong. Và xe tôi sửa trong vòng 2 tháng, sửa trong vòng 2 tháng. Vậy thì cái câu chuyện quay lại cái bảo hiểm của bên kia là 100 triệu, bạn nghĩ coi nó có nhả 100 triệu không? Đầu tiền bảo hiểm 100 triệu nghe hay, các bạn ở đây cứ đinh ninh ờ bảo hiểm nó trả 100 triệu, ok. Ủa trời ơi, 100 triệu có không? Mà bên kia nó trả bao nhiêu tôi cũng chả hỏi nữa, Duy Nguyễn không có hỏi. Nên nó tóm lại cái cây của xe trắng Duy á là nó bảo hiểm là không đụng vô, bảo hiểm không đụng vô. Vậy bạn hỏi ủa vậy mai mốt Duy Nguyễn mua bảo hiểm nữa không? Câu hỏi hay à, tôi cũng biết có mua đâu không. Chưa hết bảo hiểm còn tới cuối năm lận, chưa hết. Nên thôi cái kết quả cái bảo hiểm nó là như vậy, và bên kia tự nhiên tay bay vạ gió tốn số tiền cũng trăm ngoài, đúng không? Tự nhiên chạy xe kiểu gì cũng tốn trăm ngoài đó. Nên tôi mới nói ở đây á, ra đường á cái tai nạn là cái không ai muốn, nên chúng ta phải chạy xe thật là bình tĩnh, chúng ta phải chạy xe rất là đàng hoàng, để cho làm chi? Để cho chúng ta không bị tai nạn. Mà bị tai nạn rồi nó sẽ khổ cho cả hai, cái thằng đụng cũng chết và cái thằng bị đụng cũng khổ, đúng không bạn? Đâu có đơn giản mà đụng người ta xong mình phải đền chứ. Mà bây giờ tình bài hoàn cảnh không có, tiền bạc ABC đồ vô xong rồi lo. Ví dụ như có một số trường hợp nói mà nó người nghèo, tôi nói với bạn, tôi khoan nói người nghèo người giàu đó. Bây giờ các bạn là người nghèo, các bạn có quyền phạm pháp à, đúng không? Đúng không? Hợp lý không ạ? Bây giờ các bạn nói là các bạn khổ quá, các bạn đi vượt biên ở nước ngoài các bạn kiếm sống, thì các bạn có quyền mang Covid-19 về Việt Nam à? Bữa nay có 2 ca đó, toàn là vượt biên không à? Thì các bạn đổ thừa cho các nghèo, đổ thừa cho các khổ để các bạn có quyền phạm pháp à? Nên tôi không bao giờ đồng ý cái điểm này hết á. Nên tôi nói á, cái văn hóa giao thông là cái quan trọng nhất. Mình chạy xe ra ngoài đường cứ đúng luật mà chạy thì mọi chuyện đâu có vấn đề đâu. Chạy bằng mắt để trên trời á, chạy bằng hổ báo cáo chồm nữa, thì kết quả là gì? Mình khổ cho ai? Khi mình dính vô câu chuyện đó, gia đình mình khổ, vợ con mình khổ, cha mẹ mình khổ. Thí dụ như bây giờ Duy Nguyễn chấp nhận cái hoàn cảnh đó thì ok, mà còn ví dụ như lỡ mà cái thái độ bạn sốc đi, cái thái độ bạn làm cho người ta cảm thấy khiêu khích đi, nó thí luôn, đi tới đâu đi,
nó bỏ xe ở trong bãi nó mua xe khác. Mà nói thật sự với bạn á, người ta chạy đúng là cái xe người ta nằm cái thời gian ngắn thôi đó, người ta lấy ra người ta sửa, phần còn lại là các bạn đó. Tại sao tôi biết có kinh nghiệm này? Tại đâu phải có vụ này đâu, còn vụ nữa đó. Nó nói kinh nghiệm nó là cái gì đó nó viết bằng cái kiến thức của đường đời, nó không phải là trang sách, nó không phải là trên mạng mà các bạn thấy. Nhiều bạn cứ lên mạng hăm dọa này nó ừ ra đường đụng mẹt anh Duy đồ, trời ơi khổ quá à, các bạn hăm dọa hoài. Nên á, cái văn hóa mà hổ báo cáo chồn á thì không bao giờ đúng trong cái xã hội văn minh. Nên một cái xã hội văn minh là chúng ta phải cư xử văn minh, mà chúng ta phải tham gia giao thông văn minh. Đó là cái điều gì muốn nói. Từ đây thông qua video này khép lại cái vụ bảo hiểm mẹt trắng nha, mà khép lại mẹt trắng, đừng hỏi ai trả, Duy Nguyễn trả, bên kia trả, bên kia 120, Duy Nguyễn 180. Rồi, that's all, kết thúc câu chuyện. Con mẹt này nằm ở kho 2 tháng, chờ nhập hàng của Đức về. Còn này chưa gắn nữa nè. Đó, bữa sau em đi sửa xe em kêu gắn giùm anh cái. Rồi các bạn hỏi tôi có bán xe không? Trả lời không. Con mẹt kỷ niệm. Con mẹt kỷ niệm của Duy Nguyễn, đối với Duy Nguyễn là bạch mã hoàng tử. Đối với Nguyễn là Mercedes 7 tỷ màu trắng. Không bán, đừng hỏi bất cứ giá nào. Yes. Nghe không ạ? Nên nhiều khi các bạn cứ làm ăn mà các bạn dân làm ăn mà dù trên mạng người thương cái ghét, thằng ghét mình thì lúc nào nó trong mình, thứ nhất bị đụng xe nè, thứ hai bán nhà nè, thứ ba bán xe nè, thứ bốn bệnh nè, thứ năm phá sản nè, hội anti Duy Nguyễn đồ các kiểu. Thôi tôi lại mới bố khổ quá trời luôn, chừa đường tôi làm ăn đi, trời mở phòng game ra kinh doanh làm ăn mà khổ quá nha các bạn đó. Nên Duy Nguyễn chỉ lên mạng chia sẻ với các bạn những cái kiến thức thực tế về xe, còn mấy bạn hội xe hội gì đó thì đó ok, đó cuộc chơi các bạn. Mình cũng không tham gia hội xe, mình cũng không có chơi hội xe này nọ nhiều. Mình có mẹt mà đi cài thôi bạn. Hồi nãy giờ làm từ hồi trưa là 12 giờ. 12 giờ ngày nào cũng chạy từ bờ đông qua bờ tây hết. Chạy riết mòn bánh xe luôn. Nó bây giờ thật sự mẹt tôi nó còn tôi chạy lố gần 4.000 cây rồi chưa đi kiểm định luôn á. Không phải lộn. Đi bảo dưỡng. Đó. Lố gần 4.000 cây rồi đó. Bận quá mà không có tiền để bảo dưỡng nữa, mệt quá. Chờ mốt đi. Bữa hổm mẹt này lố 40.000 cây mới bảo dưỡng nè. Mẹt đen lố 40.000 cây luôn. Đó, vậy đó bạn. Thôi cảm ơn các bạn theo dõi video. Bye bye, hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo. Hay thì mua súp đi ba. Like xe là đương nhiên rồi. Coi chùa hoài.